thanh niên Alaska to xác, nhưng khi đụng chuyện thì phải cầu cứu con sen. Nuôi được đứa con lớn đến từng này rồi, cứ ngỡ đi đâu mà dắt nó theo sẽ được nó bảo vệ. Thế nhưng lý thuyết và thực hành nó lạ lắm. Nay ra đường đụng chuyện, cái chú chó Alaska này có phản ứng, khiến anh sen cũng bất lực giao thua. Thân hình thì rõ là to xác, nhưng khi bị chú Golden hù dọa cho mấy tiếng, thanh niên Alaska này liền run rẩy mà ôm chầm lấy sen. Nhưng đôi mắt cậu cứu trông có hèn không cơ chứ. Ủa rồi mắc cái gì mà nó sợ dữ vậy? Đàn ông con trai sao mà nhát quá vậy con? Thử xanh chín với nó một lần cho anh xem nào. Nghe sen động viên là thanh niên liền phản kháng, cơ mà cũng không đáng kể khi đôi mắt đã dần ngấn lệ cùng nỗi sợ hãi nhân đôi. Ôm chầm lấy sen như muốn nói, tao muốn về nhà sen ơi. Thanh niên Alaska này mặc dù to xác nhưng bản lĩnh thì lại không. Bằng chứng là khi biết mình đang ở trong phạm vi an toàn là ẻm nó liền tỏ ra oai phong kiểu bố đời như vậy nè. Nhìn hàng số 2 không ai số 1 luôn á. Thế mới thấy lúc đụng chuyện là lúc thanh niên này lộ rõ nguyên hình hèn nhát không giống ai, khiến anh sen lúc nào cũng phải làm bia đỡ đạn, trông nó bất lực gì đâu. Cảm ơn các bạn vừa xem xong video của Golden, kênh thú vị và hấp dẫn nhất trong cộng đồng yêu thú cưng Việt Nam. Đừng quên nhấn đăng ký kênh để theo dõi chúng mình ở video sau nha.